có lần bác hỏi nhà thơ Tô Hữu một câu như thế này nhé: chú là người học nhiều biết rộng, lại được đi đây đi đó, chú thử nói cho bác xem chú hiểu dân chủ là thế nào. Thế nhà thơ lại tưởng bác kiểm tra về mặt lý luận. Hay là bao nhiêu chữ nghĩa thánh hiền là nói rất lưu loát với bác. Bác nghe hết, nghe hết. Bác rất tôn trọng người đối thoại. Bác nghe xong bác cứ tủm tỉm cười. Bác bảo bác chỉ cần chú nói một câu thôi, mà sao chú nói nhiều thế? Nói một câu là khó lắm đấy các đồng chí nhé. Nó là kết tinh cơ mà. Kết tinh một câu thôi. Đấy. Thế là bác mới nói thế này: dân chủ có gì đâu mà chú cứ làm cho nó mênh mông lên thế. Dân chủ theo bác chỉ là thế này thôi này: làm sao để cho dân họ mở mồm ra đấy, không sợ sệt, dân họ tự bảo vệ lấy họ. Dân là chủ và làm chủ cơ mà đấy. Chúng ta là đầy tớ của dân, bộ máy lập ra cũng vì dân thôi. Phải làm cho dân làm chủ, dân mở miệng được ra, đấy là dân chủ đấy. Mà trước hết đảng phải gương mẫu, đảng phải có dân chủ trước thì trong dân mới có dân chủ được. Thực hành dân chủ trong đảng bác coi là điểm mấu chốt, điểm sung yếu lúc này đấy. Bác tổng kết là thực hành dân chủ rộng rãi là chiếc chìa khóa vạn năng để giải quyết mọi khó khăn. Bác cũng rất lo khi trong đảng mất đoàn kết, mà sâu xa ra là vì không có dân chủ. Không có dân chủ trên bằng mặt mà không bằng lòng, bác lo lắm chứ. Bác có lần phê bình thế này này. Bác bảo trong đảng ít nói, tức là trong nội bộ đảng với nhau nhé, nể nhau mà, nể nang nhau không nói. Trong đảng thì ít nói, ngoài đảng thì lắm mồm. Bác dùng những cái từ như thế nhé, để thấy rõ một cái hiện trạng là không có dân chủ thì cũng không có đoàn kết thực sự đâu. Mà các đồng chí nhớ là tập trung dân chủ nhé, mà lại đoàn kết để thống nhất nhé. Các đồng chí chọn được từ cân nhắc lắm đấy, là đúng như thế, đúng tinh chất của vấn đề đấy. Thì càng phải học bác. Lại một đồng chí nữa, cán bộ cao cấp của đảng là đồng chí Hà Huy Giáp. Có lần bác hỏi là chú là người học nhiều biết rộng, bây giờ chú nói cho bác nghe chú hiểu thế nào là chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Câu hỏi này lớn hơn đúng không ạ? Chủ nghĩa xã hội là vấn đề lớn bao trùm hết. Thế các đồng chí nhà mình lại tưởng bác kiểm tra về lý luận. Thế là cũng nói chuyện sách vở lý luận với bác. Bác cũng nghe hết. Nghe xong bác nói thế này này: bác cũng chỉ cần chú nói một câu thôi, mà chú nói nhiều quá đấy. Thế là không nói được một câu. Bác bảo thế để bác nói vậy. Bác nói ý của bác thôi, bác không áp đặt ai cả đấy. Trong dân chủ nó có điều là gợi mở, kích thích, tìm tòi sáng tạo. Không được áp đặt chân lý cho ai cả. Không lấy mình làm chuẩn. Chỗ này rất mong các đồng chí quan tâm đến bác nhé. Học bác cái chỗ này, đặc biệt là với trí thức. Vì trí thức là người do nghề nghiệp của họ, họ có một cái nhu cầu rất cao về tự do sáng tạo. Không được áp đặt, chỉ thuyết phục thôi. Chuyên bác nói thế này nhé: chủ nghĩa xã hội Việt Nam chỉ cần 5 chữ thôi chú ạ. Chỉ cần 5 chữ thôi. Bác giải thích nhé: lý kết hợp với tình, đúng 5 chữ. Đấy là chủ nghĩa xã hội Việt Nam đấy. Lý tức là lý luận, chứ không phải cái lý thông thường đâu. Lý luận khoa học. Tình đây cũng không phải là lọt sàng xuống nia đâu. Tình đây tức là giá trị văn hóa, giá trị nhân văn, chủ nghĩa nhân đạo. Lý kết hợp với tình tức là khoa học gắn liền với đạo đức sẽ trở thành chủ nghĩa xã hội. Thế cho nên bác mới định nghĩa đảng là đạo đức, là văn minh, là thế. Sâu sắc lắm đấy các anh chị. Muốn hiểu bác phải hiểu những điều sâu xa ở bên trong và bên ngoài câu chữ, chứ không chỉ trên bề mặt câu chữ đâu. Đấy, một câu như thế thôi để thấy sâu sắc như thế nào. Hay là cái chuyện này